Vâng, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh bán hàng Trần Nhật Bãi. Clip này mã số là 33 nha. Mã số là clip là 33. Anh em mua mã số nào thì cứ là 33 gạch máy để mình biết ha. Đó, thì cũng như mọi khi xin nhắc lại anh em các hình thức giao dịch ship code và chuyển khoản nha. Chuyển khoản đi bao ship, còn mua hai mã thì cũng được bao ship luôn. Đó, thì thời gian mà để nhận được đơn hàng là từ tầm khoảng 4 ngày á, tầm khoảng 4 ngày nha. Đây, 4 5 ngày. Đầu tiên vô mã số 1 nha. Anh em nào nhớ chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nha để xem được những video mới nhất của kênh bán hàng Trần Nhật Bãi. À, cây số 1 là kéo cắt cành. Chiều dài của nó là 219 nha, 19 cm. Đó, tất cả những cái kéo cắt cành ở đây mình đã vệ sinh, mình mài bén cho anh em cắt giấy được luôn nha. Đó, cắt giấy được luôn chứ đừng nói cắt cành. Cây này thì là ba mặt chữ nha, 1 2 và chữ mặt sau đây. Đó, chữ mặt sau đây ha. Đó, ba mặt chữ. Lưỡi nè. Đó, mình đã mài bén cho anh em rồi nha. Đó, cao nha, cành mai á. Rồi cây số 1. Cây số 1 bán giá là 320.000, mã số 33-1, 320.000. 33-2, 33-2 đó là một cây kéo cắt cành. Đó, cây kéo cắt mạch cành này thì không có chữ nha. Đó, không có chữ nhưng mà cái này thì size nó cũng khá lớn. Chiều dài lưỡi của nó là khoảng 219.5, 19.5 cm nha. Đó, lưỡi cắt nè. Rồi. Cái này thì bán giá là 260.000 nha. Này nó cứ hay bọc cái này xuống nè anh em. Này để nó. Đó. Số 2 260. Số 3 260 luôn nha. Cây này thì chiều dài là 20 cm. Cây này chiều dài là 20 cm nha. Đó. Tất cả là mình đã vệ sinh mình mài bén nha, cây này không chữ nha. Không chữ, 260.000. Rồi số 3 260 nha, số 3. Số 4. Số 4 là chiều dài của nó là 20.5. Ha, 20.5. Đó, lưỡi cắt này anh em. Mình đã mài cho anh em bé này ha. Cái này bán giá là 280.000, mã số 4 nha. Mã số 5. Mã số 5 là một cây kéo cắt cành. Tổng chiều dài của nó là 20. Bén này ha, mài bén rồi. Đó, cái này bán giá là 270.000 nha. Mấy dòng này đều kéo thủ công hết nha anh em. Rồi mã số 10. Mã số 10 tổng chiều dài là 20 cm. Cái này mình siết ốc nó chưa cứng. Rồi cái này bán giá 270, mã số 10, 33-10 nha. 33-11. 33-11. 19 cm. Chữ hai mặt. Chốt đồng. Lưỡi đã vệ sinh và mài bén nha. Mười một 370.
12. Chiều dài là 20.5. Nói chung là lưỡi nó không có bị bòn nha. Anh em nhìn thấy lưỡi zin nó còn nguyên này. Đó, chốt đồng. Rồi cái này bán giá 450 nha, mã số 12. 13. 13 420. Chiều dài là 21. Cái này thì nó hơi rỉ tí xíu ha, nó hơi rỉ cho nên nhìn nó hơi mất thẩm mỹ xíu nhưng mà nó còn ok. Đấy, chữ hai mặt, chốt đồng. 21 khá dài nha. Cắt khá ngọt. 420 13 33 gạch 13 420 33 gạch 14 33 gạch 14 ha. Chốt đồng. Chữ một mặt. Tổng chiều dài là 20.5. Này cắt cảnh lớn ở vô tơ. 308 mã số 14 nha, 33 gạch 14. 33 gạch 15. Cây này thì ba mặt chữ chốt đồng nha. Ở trên đây thì nó mẻ nhẹ phía xíu ở trên đây ha. Mẻ nhẹ trên đây xíu này. Còn lại là ok. 15 450 nha. Chữ ba mặt 1 2 3 450 nha. Tổng chiều dài. Gần 20 cm. Bốn trăm rưỡi mã số 15, 33 gạch 15. 33 gạch 16 700. Cái dáng cây này thì ít gặp nha. Nó mặc dù nó cái kiểu nó thì là chữ A đó nhưng mà mình thấy cái kiểu ngắn như vậy thì mình ít gặp. 17 cm nha, 17. Lưỡi zin nguyên nha. Tất cả nói chung cây này mình chỉ có vệ sinh thôi, mình cũng không có mài gì hết. Nói chung là lưỡi zin nguyên. Đó, chữ bên đây ha. Ở bên đây nữa. Đó, ở trong đây thì nó ghép bằng lớp đồng nữa nha. Đó. À, thấy không? Thép ghép của nó đó, thép thủ công ha. Chuẩn thủ công luôn, cây này chuẩn thủ công. Cái dáng rất độc đó nha. Cái dáng này anh em cầm nè. Kéo chữ A. Bài trăm, mã số 16 nha. Ba ba gạch 16 700. Ba ba gạch 17 cắt kẽm nha. Chiều dài là hơn 20 cm. Không hở sáng nha, lưỡi cắt rất là khít. Cây này thì không chữ nha. Không chữ nhưng mà được cái rất là dài, cắt kẽm thường thường nó ít chữ. 450 nha. Mã số 17, 33 gạch 17. 33 gạch 18 là một cây cây chặt cành của Tosa. Cây dao chặt cành của Tosa còn đẹp nguyên nha, còn nguyên trong bao vỏ luôn. Đó, cái này là dây đai để anh em đeo vào thắt lưng này. Đấy, nó còn nguyên cái vỏ nha, của làng nghề Tosa đó nha. Cái làng nghề này chuyên sản xuất những cái dụng cụ làm vườn. Ha, dụng cụ làm vườn của anh em thợ ha. Đó, dao bếp hoặc cái gì đó, làng nghề Tosa là một trong những cái nhà làng nghề rất là lớn ở bên Nhật nha. Tosa, Sakai, Saki. Đó là ba cái làng nghề gần như nó rất nổi tiếng về sản xuất dao. Cây này thì anh em chặt rất là phê nha. Anh em có thể dùng để chặt gà cũng được, hoặc là chặt cây cũng được. Đó, sở dĩ cái cây này nó
Thứ nhất là cái cây này ít rỉ nha, nó ít rỉ. Cái thứ hai là nó là dạng thép nguyên khối, nó là nguyên khối nha. Đó, thường là bên Nhật họ sẽ rèn theo kiểu một là nguyên khối, còn hai là lớp. Nhiều lớp luôn á thì lại cũng là mắc tiền, còn nguyên khối thì cũng là ngon ha. Đó, thường là nguyên khối thì cái chất thép nó cứng. Đó, chặt rất là êm, cây này còn tình trạng còn rất là mới nha. Đó. Đó, mình đo chiều dài lưỡi nè. Chiều lưỡi là 15 cm nha. Bản là 3.3 cm. Chảy 4 ly nha. Cái này thì anh em chặt cây đi, anh em đi chặt làm cảnh đó. Cây cảnh hay đồ gì đó, anh em chặt ha. Anh em chặt xong rồi anh em nhét cho bao vỏ, anh em khóa cái này lại ha, nó không bị chạy ra ngoài. Đó, một cây dao đi rừng còn mới tinh. Rồi cái này bán giá 450, mã số 18 nha. 33-18. 33-19 là ba cây cạp này á, là mình chưa có dọn kịp cho nên thành thử ra là mình lên clip luôn. Thì anh em thợ là có nhu cầu muốn lấy về làm á thì cứ liên hệ mình không có báo giá ở đây nha. Đó, thì cây số 1 nè. Cây số 1 là cữ bằng đồng nha, đồng lục giác nè. Đó thì tổng chiều dài của nó là 20.5. Đó. Cái này thì chắc chắn anh em về phải sửa lại nha. Cây này thì có chữ nha. Mấy cây này, ba cây này đều có chữ hết, anh em phải vệ sinh nó ra thì nó mới có chữ được. Cây số 2, cạp tròn nè. Cạp tròn ha. Chiều dài là 20 cm. Đó, có chữ nha, có chữ nằm đây. Đó, có chữ ha, cữ nè. Đó, cái này hôm nay về sửa lại ha. Cây số 3, cái này tổng chiều dài của nó là gần 20.5. Đó, cây này thì cũng có chữ nha. Cây này nó có chữ, nói chung là nhìn nó mờ quá, mình không biết nó có chữ không. Giống như đây nó có chữ, nó chữ nguyên chữ dài giống Masakuni thì phải. Lưỡi nè. Đó. Này thì cho thích hợp cho anh em thợ về sửa ha. Đó, thì ba cây này luôn ha. Thì anh em nào làm nữa thì báo giá thì liên hệ mình báo giá thôi, chứ còn mình không công khai giá ở đây nha. Đó, hàng chưa dọn cho nên mình cũng không công khai giá. Mã 19 nha. 33-19. 33-20, đó là một cây cưa Gomboy. Đó, lưỡi của nó là 21 cm nha, còn rất đẹp nha. Đó, còn rất đẹp. Ngoại hình thì phần cao su còn đẹp nguyên. Đó. Cán cao su không bị rách nha. Gomboy này là hãng cưa nổi tiếng rồi. Anh em làm bonsai mà có cái này thì tuyệt vời. Lưỡi cưa 21 cm nha. Lưỡi cưa 21 cm Gomboy. Đó. Lưỡi zin của nó luôn nha anh em. Này bán 360.000, mã số của nó là 20. 33-20. 33-21 là một cái cắt kẽm của Hosen. Cái này thì nó bị lỗi một chút xíu, mình thanh lý ha. 120.000, nó bị dính cái sỉ hàn trong đây nè. Đó. Nó dính sỉ hàn trong đây nha. Cắt kẽm của Hosen. Ở chiều dài là 20 cm nha. Đó, cái này bán giá 120.000, mã số là 33-21. 33-22 là một cái cắt kẽm cộng lực của Seto. Đó, cắt kẽm cộng lực của Seto nha. Đó, cây này của Japan. Đó, cắt kẽm ha, cắt kẽm cộng lực. Tổng chiều dài là 17.5 cm nha. Đó, ngoại hình thì còn ok nguyên. Đó, nước cái vỏ nó cũng khá đẹp nha. Đó, cắt kẽm cộng lực. Để anh em cắt mà nó bóp nó nhẹ nha. Đó. 22.300. Mấy cái này thì cắt được, mấy cái cáp nó cũng khá là cứng nha. Đó, cắt chì, chẫm gai đồ được hết, còn mấy cái kia này cắt kẽm nhôm thôi ha. Đó. Cái này cắt cả dây chì được luôn. 33-22.300. 33-23 đó là một cái combo 3 món, nói chung là đủ bộ nha. Đó, một cái là cào rễ nè, một cái là cào rễ là một cái là xúc đất nè. Ba cái này khó lắm nha anh em, nó tại vì thường thường nó chỉ là một bãi, nó về thường thường nó chỉ là một món thôi, nhưng mà nó này đủ 3 món nha. Một bộ nó thường thường nó sẽ là 3 món đó, mà cái này nó đủ bộ luôn, may mắn lắm mới đủ bộ được nha anh em. Đó, thì cái combo này bán giá là 550.000 nha. 550.000. Cái này thì mình không rành để làm gì, có nghĩa là đâm xuống cái cây đó mình nhấc rễ lên hay là làm gì đó. Nói chung là cái này chỉ anh em làm bonsai thì mình mới rành thôi nha. Đó, còn mới tinh luôn, chưa xài. Đó, chưa xài ha, chắc chắn chưa xài luôn. Đó, chữ Nhật đằng sau rất là nhiều nè. Đó, chữ Nhật đằng sau rất nhiều nha.
Rồi combo 3 món này bán giá 550 nha. Mã số của nó là 33-23, 550. 33-24, 200. Đó là một cây kéo tỉa cành. Đó, có chữ nằm đây nha. Đó, thì cái này tổng chiều dài của nó là 21cm nha. Đó, 21cm. Đó. Lưỡi cắt thì mình đã mài bén cho anh em rồi nha. Tỉa dăm chứ không phải tỉa cành, tỉa tàn đó. Cái này bán giá 200, mã số của nó là 33-24 nha. 33-25, đó là một cây tỉa tàn. Chiều dài tổng chiều dài của nó là 20.5. Chữ nè anh em. À, cái này bán giá 260.000, mã số là 33-25. 33-26 cũng tỉa tàn luôn ha. Tổng chiều dài là 18.5. Cái này thì nó là chuẩn thủ công ha. Đó, từ cái cán tất cả mọi thứ mình nhìn thấy rất là chỉnh chu ha. Hai sáu hai trăm rưỡi nha. 33-26 250. 33-27 tổng chiều dài là 20.5. Cái này không chữ, bán 200.000, mã số 27 nha. Bán ha. 27-300. Lưỡi của nó bị oxy hóa một tí xíu ở đây nha. 27-200. 28-100. Mấy cái này thì nói chung là hỏi giới thiệu đây ha. Đó. 28-100. Những này thì nói chung là mấy anh em chơi bonsai nhìn con là biết rồi. 29, 33-29 ha. Đó. Tỉa tàn. Chữ ha. 250, mã số 33-29 nha. 33-30. Cái này thì nói chung là cũng tỉa lá thôi. 33-30. Cái này thì không chữ, 100.000, mã số 30. 33-30, 100. 33-31. Keo bướm thép kháng rỉ. Thép kháng rỉ chữ ha. Bên ngoài oxy hóa lộn, nó bị oxy hóa một tí xíu do là bảo quản không tốt ha. 17, thép kháng rỉ ha. Đây lên bên ngoài anh em nhìn nó phủ một cái lớp kháng rỉ á. 150, 33-31. 33-32. Đó là một cây kéo thép giấy xanh. Kéo bướm thép giấy xanh nha. Đó, nó hơi rỗ một tí xíu nhưng mà nói chung là thép xanh thì nó bén lắm. Cái này thì anh em có thể tháo ra nha. Anh em có thể cái cây kéo này anh em có thể tháo ở đây ra nè để anh em mài lại nha. Đó, nó rất là tiện lợi ở chỗ đó nha. Thường kéo thép xịn thường là sẽ làm cái kiểu này nha. Nó sẽ thiết kế con ốc để cho anh em gỡ ra anh em mài nha. Này mà chưa bán. Thôi cái này lấy 300 ha. 300 ha. 33-32 nha. 300. 33-32, 300. 33-33. Đó là một cái kéo bướm 200. Tổng chiều dài là 18cm. 18cm nha.
này bán giá 233/33. 33/34. Đó là một cây kéo thép giấy xanh nha. Cây kéo thép giấy xanh. Đó, cây này thì khá xịn nha. Cây này thì anh em thấy nè. Đó. Rãnh nè. Đó, mấy cây này thì nói chung là chất lượng thép nó khá là ok. Đó, thép giấy xanh nha, có mộc luôn nè. Đó, mộc thép giấy xanh luôn nè. Đó, mộc thép giấy xanh đây ha. Đây mình hết cành để cắt rồi. 400 33/34 400. Cây kéo này nó thiết kế kiểu bên đây nó khác nhau nha. Đó, nó không có đối xứng. Tổng chiều dài là 20 cm nha. Này bán 400. Mã số 34, 33/34. 33/35, một cây kéo bướm dài ha. Tổng chiều dài là 20 gần 23 cm, nó khoảng 22.7 á. Đó, chiều dài lưỡi của nó này. Lưỡi cắt là 9.5. Đó, nó có rãnh này nha, mấy cây này khá xịn nha. Nó có rãnh hai bên này. Chữ nằm đây ha. Cái này bán 500, mã số 33/35, 500. 33/36 là một cây kéo bướm rất mới nha. Cây kéo này là của thép siêu thép nha. Cây kéo này nhìn nó vậy nhưng mà nói chung là thép rất xịn. Tình trạng của nó còn gần như nó còn đẹp nguyên. 18.3/4 gì vậy. Đó. Chốt đồng nha. Đó. Siêu thép là nó có mộc siêu thép luôn nha nha. Đó, chữ siêu thép đó. Anh em là chơi, nếu mà chơi chơi đồ Nhật mà tìm hiểu về thép á, là nó rất có giá trị nha. Mấy cây bonsai á. Anh em nhìn thấy tình trạng nó còn mới tinh nha. Cây kéo bướm á. Những cái đường vân xước ở trên đây vẫn còn nguyên. Đó, lưỡi cắt của nó là phong chuẩn hết nha. Mình cũng chưa cần mài gì hết. Đó. Cái này bán 400 nha, 36. 36 400. 37 nha. 37 cái này là gọi là thiêu xét siêu thép nhưng mà là siêu thép giấy xanh luôn nha. Đó, nó có mộc này, vừa siêu thép. Siêu thép giấy xanh luôn. Đó, cái này cây này đúng gọi là hệ đó anh em. Hệ trong làng kéo đó. Cây kéo bướm thép giấy xanh, siêu thép giấy xanh. Trên giấy xanh một bậc đó nha. 19 cm. Cây này kiếm rất khó nha. Cái này anh em nào mua về có giá trị về sưu tầm. Cái này thì mình hết cây rồi mình cắt lá nó đỡ ha. Đó. Lưỡi cắt này nha. Đó, siêu thép giấy xanh ha. Đó, nó vừa có mộc giấy xanh, vừa có mộc siêu thép giấy xanh. 37-600 nha. 38. 38 thì là cắt cành nhỏ. Cái này chuyên cho anh em tỉa cành nhỏ nha. Cái này là 18.5 cm. Đó, 18.5 ha. Thông tin nó cũng rất đầy đủ. Mấy kéo này thủ công của Nhật. Vãi. Kéo này mình chưa mài. Cái này 150 nha. 38 150 thôi. 38 150. 39. 39 đó là một cây kéo tỉa thép giấy xanh số 1 nha. Đó, mộc giấy xanh số 1 luôn. Đó, chữ bên đây khắc thủ công nè. Đó, hai bên khắc thủ công hết ha. Mặt bên đây cũng có chữ nhưng mà nó hơi mờ. Đó. Cây này khó kiếm nha. Đó. Xanh 1. Xanh 1 là xanh chất lượng nha anh em. Xanh 1 là xanh chất lượng nha. Đó. Tổng chiều dài là 16.5 cm. Đó, một cây kéo thép giấy xanh số 1. Đó, của Hitachi. Đó. Rồi, cái này bán giá 300, mã số 39 nha. Rồi, hôm nay mình lên có tất cả là 39 mã nha.
Anh em mua mã nào thì cứ nhắn tin về số điện thoại mình có để trên tiêu đề. Cập nhật tất cả những cái mã còn mình cũng sẽ cập nhật ở trên tiêu đề. Anh em trước khi chốt đơn vui lòng kiểm tra kỹ trên tiêu đề những cái mã nó còn hay hết nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em trong các clip tiếp theo.